sau mình liên lạc cho những cái xe gì đi vô đi, sau là bao nhiêu người, thì đi đâu, bỏ hồ sơ gì, ngày nghỉ đâu, anh được cái đấy, phải không? Anh được cái bao nhiêu người vậy? Mình lấy cái dự toán không chữa là đọc cái dự toán đó toán cái gì cô sẽ thay toán mình những gì đó thì cần ghi những cái gì công tác làm việc nó vào nó mới sớm được. Làm lại còn lại cái bản này đó, bỏ được cái đố thế này, cái biệt trụ mà chỉ cần như vậy này, cái trụ T2 đúng không? Trụ T2 này, hai cái ống này, chỉ đạt này, cái biệt trụ này, cái sân ngủ này. Ông nghĩ là 1, 2, 3, 4 cái biên bản bình thường thôi, 4 giai đoạn đó thôi. Chứ cho còn đúng những cái 700 mét thứ hai cái con đéo này, 1, 8, 1 không đâu vậy đó. Chẳng có ông nào bắt tôi rủ mẹ lên 2 mét đâu, không biết tìm cái gì nào đâu. Bây giờ mình không ngầm hiểu với nhau khi thi công á, thì mình bắt đủ 2 mét tại vì
không đều đó là cái bê tông này bê tông bơm đây tôi bỏ đóng vào đây tôi đổ một lần một nó cũng được nếu mà anh kéo được thắng quân rồi cho đổ lên quân đủ chịu được chỉ làm ba lần ba đốt là bốn lần này thôi còn cái này là cầu 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 thì bây giờ tôi sẽ bỏ đâu cái bốn đường như thế này cọc này đầu hồ sơ cọc cọc là sáng về đó cái này cùng đặt này cùng đặt này cùng cột này mang lên được chúng ta sẽ lẹ mang
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.